Làm thế nào để ngừng quan tâm định kiến của người khác về mình? Có ai thấy mình liên tục lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình hay không? Hoặc thậm chí có người còn không dám làm một điều gì đó vì sợ người khác đánh giá. Bạn không đơn độc đâu. Việc quan tâm đến suy nghĩ hay định kiến của người khác là một điều bình thường. Nhưng trên thực tế, nó không phải là điều đúng đắn và còn độc hại với mỗi cá nhân. Vậy làm cách nào để một người có thể thanh lọc sự độc hại đó ra khỏi tâm trí và chỉ cần tập trung sống cuộc đời của mình thôi? Hãy cùng khám phá trong chương trình Lăng Kính Tâm Lý Học hôm nay. Tại sao chúng ta thường quan tâm đến suy nghĩ của mọi người? Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng con người luôn tìm cách phát triển để tồn tại tốt hơn trong các nhóm xã hội. Vì vậy, bản chất của chúng ta là muốn có được sự công nhận. Đó là thước đo tự nhiên cho sự thành công của mỗi cá nhân, để tìm kiếm sự tôn trọng, suy nghĩ tốt đẹp và sự tin tưởng của cộng đồng. Quan niệm này giống như đã được định sẵn trong DNA của loài người. Nhu cầu được công nhận đã hình thành trong chúng ta ngay từ khi sinh ra. Sự chấp thuận của người khác mang lại cho mỗi người cảm giác tự trọng cao hơn. Sự công nhận của người khác là vô cùng quan trọng đối với giá trị bản thân. Hơn nữa, nhiều người thường dựa vào đánh giá của người khác để tự nhìn nhận và soi chiếu về bản thân mình. Một nghiên cứu ở Đại học Michigan ở Mỹ đã phát hiện ra rằng các thành phần trong não bộ được kích hoạt khi một người bị xã hội từ chối cũng chính là những thành phần được kích hoạt khi người đó cảm thấy đau đớn về thể xác. Nhưng điều trớ trêu là việc nỗ lực đảm bảo sự công nhận từ người khác lại khiến chúng ta không hạnh phúc. Một khi bắt đầu đặt nặng những gì người khác nghĩ về mình hơn là tự suy xét cho bản thân, thì đã đến lúc nên chắt lọc những gì mà chúng ta lắng nghe. Quan tâm là tốt, nhưng không thể dựa trên quan điểm của người khác mà thay đổi con người của mình. Nhiều người quá lo sợ người khác nghĩ gì về mình. Do dễ bị tổn thương nên nhiều người trở nên quá bận tâm về những gì người khác nghĩ. Chúng ta trải nghiệm thế giới dựa trên những câu chuyện và góc nhìn mà chúng ta kể cho chính mình. Có người thậm chí còn thu hút những mối quan hệ mang tính xác thực cho những điều này. Điều này có nghĩa nếu bạn là người thường xuyên suy nghĩ tiêu cực về bản thân, thì khi bạn nghe ai đó đánh giá thấp mình, bạn liền xem đó giống như một lời xác nhận là bản thân bạn thật sự tệ hại. Ngoài ra, thói quen so sánh con cái của những bậc cha mẹ cũng là nguyên nhân khiến một người bị ám ảnh bởi định kiến từ người khác. Sự so sánh sẽ khiến cho nhiều đứa trẻ nghĩ rằng chúng phải luôn hoàn hảo và bị ám ảnh bởi điều đó. Tình trạng này được xem là một chấn thương tâm lý và cá nhân mắc phải sẽ có xu hướng quan tâm đến lời nói của người khác quá đà. Giá trị của một mối quan hệ cũng là một yếu tố quan trọng. Nhận xét từ một người lạ không quan trọng bằng ý kiến từ một người thân thiết. Do đó, nhiều người có xu hướng sẽ ghi nhận quan điểm của người thân thiết dành cho mình. Và đây là lúc mỗi người cần phải kích hoạt bộ lọc để phán đoán xem đâu là điều cần phải lưu tâm. Bận tâm suy nghĩ của người khác sẽ khiến bạn chậm tiến. Dù nguyên nhân gốc rễ là gì thì vẫn có một số người rất nhạy cảm với những lời chỉ trích và phán xét. Kết quả là họ có thể nghiền ngẫm lời nói của người khác trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều năm. Quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ có thể dẫn đến việc bạn muốn làm hài lòng tất cả mọi người, rồi sau đó bị kiệt sức và đánh mất chính mình. Nếu rơi vào tình trạng đó, bạn thường trở nên lo lắng vì bị sợ đánh giá ở bất cứ nơi nào bạn đến. Nỗi sợ hãi khiến bạn khó mà tận hưởng cuộc sống. Thay vì sống đúng với con người thật của mình, bạn lại tập trung làm thế nào để tránh bị xấu hổ hay bị chỉ trích. Bạn thường cố làm cho mình trở nên ngầu hơn, giàu hơn hay hấp dẫn hơn. Nhưng không sao cả, nhiều người cũng đang mắc phải sai lầm này, và đó là cuộc sống. Nếu bạn có nhiều suy nghĩ tiêu cực về bản thân, hãy học cách vượt qua những niềm tin hạn chế bản thân để cải thiện cuộc sống. Bận tâm về đánh giá của người khác không hẳn là xấu. Bằng cách coi trọng ý kiến của những người thật lòng tôn trọng và muốn bạn tốt hơn, bạn đang hình thành những mối quan hệ có ý nghĩa. Những góc nhìn đáng tin cậy của họ đôi khi cũng cần thiết và có thể giúp bạn trở thành một người sống tốt hơn. Trong một số trường hợp, bạn cũng nên quan tâm đến việc hành vi của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Nhận thức được cách người khác nhìn nhận về mình là một phần quan trọng để giúp chúng ta cải thiện bản thân. Làm thế nào để ngừng quan tâm đến đánh giá của người khác? Đúng là không dễ gì để ngừng hoàn toàn việc quan tâm đến suy nghĩ của người khác và không dễ gì để phớt lờ những kẻ cứ phê bình bạn mọi lúc. Nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn cố gắng là chính mình và không đặt nặng lời nói của người khác, đặc biệt là những người không quan trọng. Vì phần lớn, chẳng mấy ai thực sự quan tâm và nghĩ đến bạn nhiều như thế. Ngay cả những người cực kỳ thành công cũng thú nhận rằng họ đang gặp khó khăn trong việc phớt lờ những lời phán xét. Nữ diễn viên Jennifer Lawrence từng thừa nhận rằng cô ấy phải cố gắng tránh đọc các bài phê bình phim để không đọc các bài viết tiêu cực.
Vì vậy, các chuyên gia đã chỉ ra một số cách để chúng ta buông bỏ những quan điểm mà người khác áp đặt lên mình. Đầu tiên là tập trung vào suy nghĩ của bản thân. Hãy chú ý đến suy nghĩ của bạn, đừng phân tích quá mức hoặc vội vàng kết luận. Hãy dành chút thời gian để đặt câu hỏi tại sao bạn lo lắng về cái nhìn của người khác. Từ đó, bạn sẽ tìm ra được nguyên nhân sâu xa. Sau đây là một số câu để tự hỏi chính mình. Tôi có thực sự quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về mình? Nếu có, thì tôi đang lo lắng về những suy nghĩ như thế nào? Ai là người đánh giá mình? Một người bạn thân hay là một người xa lạ? Liệu mình nên tìm hiểu về bản thân hay chỉ cần xác nhận nó thông qua người khác? Những gì họ nghĩ về mình là sự thật hay chỉ là định kiến của riêng họ? Và thứ hai, buông bỏ sự hoàn hảo. Hoàn hảo không tồn tại trên cõi đời này, đến cả Albert Einstein cũng đề ra thuyết tương đối kia mà. Sự hoàn hảo là những ảo ảnh tồn tại trên trang mạng xã hội. Nó không có chỗ trong cuộc sống thực. Do đó, rõ ràng là nếu bạn liên tục phấn đấu cho một điều viển vông, thì bạn đang tự chuốc lấy đau khổ cho chính mình. Nhiệm vụ của mỗi người là làm những điều giúp cho bản thân hạnh phúc và quên đi phần còn lại. Điều thứ ba, đó là tập tư duy logic và ngừng so sánh bản thân với người khác. Học hỏi thành công của người khác làm nguồn cảm hứng là một điều tốt, nhưng chúng ta cần tỉnh táo nhớ rằng mình không phải là người đó và mình có cuộc đời hoàn toàn khác họ. Hãy tự hỏi bản thân là người thành công đó đã mất bao lâu để có được cuộc sống tuyệt vời, hay họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức để đạt được điều đó. Khi bạn nhận ra mình đang tự dày vò bản thân bằng những so sánh, hãy dành một chút thời gian để nhìn lại con người và mục tiêu của mình. Chúng ta chỉ sử dụng sự so sánh như một động lực, chứ không phải là thước đo ai thấp kém, ai thành công. Điều thứ tư, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Con người là sinh vật sống trong một xã hội có sự kết nối với nhau. Chúng ta tìm thấy giá trị và sự công nhận trong các nhóm hoặc cộng đồng của mình. Do đó, tốt nhất là hãy tập trung nuôi dưỡng mối quan hệ với những người coi trọng bạn hơn là những kẻ chỉ toàn buông lời chỉ trích. Ở bên cạnh những người đáng tin cậy, bạn có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhóm người tôn trọng bạn cũng là những cá nhân đưa ra phản hồi tốt nhất, có thể mỗi khi bạn không chắc chắn một điều gì đó về bản thân mình. Và điều thứ năm, thấu hiểu bản thân. Đây là một điều hết sức quan trọng. Thông qua tìm hiểu bản thân về những điều bạn thích hoặc không thích, triết lý và niềm tin, bạn đang hình thành một cái nhìn chân thực về chính mình mà không dựa trên những gì người khác đánh giá. Tốt nhất là mỗi chúng ta nên chấp nhận con người phi thường của mình. Nó có thể không hoàn hảo, nhưng đó là phiên bản duy nhất trên cõi đời này. Điều quan trọng là phải giữ vững quan điểm. Không ai hiểu cuộc sống của bạn như chính bạn cả. Vì vậy, ý kiến của người khác không đủ để phản ánh chính xác về bạn. Cuộc sống này quá ngắn ngủi để chúng ta lo lắng về những gì người khác đang đánh giá mình. Đến đây, chương trình Lăng Kính Tâm Lý Học của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.